Xin chào các bạn nha. Ngày hôm nay mình sẽ dâm cái cây sống đời. Đây là những cái cây sống đời nha mọi người. Hôm nay thì mình dâm sống đời, mình làm giống để mình trồng sống đời trong chậu. Đây là cái cây sống đời đỏ nè. Thì sau đây mình sẽ tiến hành, mình sẽ cắt cắt cành của nó ra, mình dâm cho các bạn xem. Những cái cây này thì người ta sẽ cho mình, thì mình về mình chỉ việc mình cắt nó ra, mình cắt những cái chồi non nó ra mình dâm thôi. Như các bạn thấy nè, như các bạn thấy đây là cái chồi non của nó nè, thì chúng ta sẽ cắt cái chồi non nó ra nè. Đấy, nó sẽ ra được cái chồi non như thế này nè mọi người. Và sau đó là chúng ta sẽ tiến hành đem dâm nó vào trong cái tro, hoặc là dâm vào đất là tự động nó sẽ ra rễ. Sau đó chúng ta sẽ trồng nó vào trong những cái chậu là được. Ở đây thì mình đang dâm và gầy cái con giống, cho nên hiện tại mình đang cắt dâm những cái đọt như thế này, mình dâm mình gầy ra. Chúng ta chỉ việc dâm cắt xong rồi chúng ta dâm nó vào trong tro thì nó sẽ ra rễ nha mọi người, nó rất là đơn giản luôn. Mình cắt bỏ cái phần đọt bông đi. Như thế này mình dâm là tự động nó ra rễ rồi. Mình cắt những cái thân nó ra thành từng mắt như thế này là mình dâm nó sẽ có ra rễ và nó nhảy những cái chèo con. Khi mình dâm nó ra rễ nó sẽ xì nhảy ra những cái chèo con bên đây nè. Này là sống đời đỏ. Ở đây thì mình nhỏ nguyên bụi của nó luôn. Người ta cho mình á, mình nhỏ nguyên bụi nó về mình cắt mình dâm luôn. Mình sẽ cắt bỏ cái phần bông đi, như trên đây các bạn thấy có cái phần bông nè, cái phần hoa nè, mình cắt bỏ đi. Sau đó mình cắt đôi nó ra. Chúng ta cắt như thế này nè, thì chúng ta dâm nó thôi, dâm nó vào trong tro. Chúng ta bẻ bỏ bớt lá đi. Đấy, chúng ta chừa nó lên khoảng là 1 cm nè, chừa từ lá lên khoảng 1 cm nè. Sau đó chúng ta sẽ ghim nó lên trên cắt lát, hoặc là trên tro, hoặc là trên đất, thì tự động nó sẽ ra rễ thôi. Như này mình dâm nó ra rễ. Khi mà nó ra rễ thì nó sẽ xây nó ra những cái chèo non ở trong cái nách lá này nè. Mình bấm bỏ cái phần hoa đi. Ở gốc của nó là có ra những cái chèo non nè, thì chúng ta sẽ bấm lấy những cái chèo non. Đấy, những chèo non của nó nè. Khi các bạn bấm ra thành những cái mắt ngắn như thế này xong nè, chúng ta để nó khoảng là 1 tiếng đến 2 tiếng đồng hồ sao cho cái vết mà chúng ta cắt á, cho cái vết cắt này nè nó khô lại, cho cái vết cắt nó khô lại khoảng 1 tiếng đến 2 tiếng hoặc là 3 tiếng. Chúng ta để trong mát cho cái vết cắt này nó khô lại, sau đó chúng ta sẽ tiến hành đem dâm nha mọi người, chứ chúng ta đừng có vừa cắt xong là chúng ta đem dâm liền, nó sẽ bị giữa cái phần này nè.
khi mà chúng ta đem dâm thì tự động xung quanh ở cái khu vực mà chúng ta vết cắt này của chúng ta tự động nó sẽ ra những cái rễ thôi. Cái này là đối với cái hoa hoa sống đời đỏ, hoa sống đời đỏ thì mình chỉ việc mình cắt thân, mình cắt chồi non ra mình dâm là nó ra rễ. Còn đối với cái hoa sống đời thái thái mỡ thì mình sẽ chỉ việc mình sử dụng lá của nó thôi, lá của nó thôi, là mình để vào trong tro thôi thì tự động nó sẽ ra những cái chèo non. Như cái bộ phận gốc này là mình cũng không có bỏ nè mọi người, vì nó đang ra những cái chèo non nè, những nó đang ra những cái chèo non nè. Mình chỉ việc mình để cái phần gốc rễ này xuống và tự động như mốt nó sẽ ra thêm rễ nữa, những cái chèo non này nó sẽ phát triển thôi mọi người, nó rất là dễ. Ở đây thì mình không có bỏ từ từ cái bộ phận thân nè, từ bộ phận thân nè cho đến những cái bộ phận chồi non á, là mình đều tận dụng, mình đều lấy, mình dâm nó đều ra rễ hết. Cắt cái phần thân nó ra thành từng khúc như thế này nè, thì mình sẽ dâm nó vào trong tro. Ở đây thì mình dâm trong tro nha mọi người. Sau khi mình cắt xong thì mình để nó khoảng là 1 tiếng đến 2 tiếng rồi mình mới tiến hành dâm. Và sau đây sẽ tới cái đây là cái đây là cái sống đời mỡ nghe các bạn, sống đời thái mỡ nè mọi người. Đây là sống đời thái. Đối với sống đời thái này thì mình sẽ lấy cái phần lá của nó thôi, mình sẽ lấy những cái phần lá này nè, phần lá của nó nè. Cái này thì người ta cho mình cho nên người ta cũng mấy cái này nó bị ốc, mấy cái lá này nó bị ốc ma ăn mọi người, nó bị ốc ma nhưng mà dâm nó vẫn 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 ra cái con như thường. Cái con của nó sẽ nảy mầm từ ở những cái những từ cái rìa lá này nè. Cái con nó sẽ mọc ra từ những cái rìa lá và những cái chiếc lá của này như của nó như thế này nè. Chúng ta chỉ việc cắt, chúng ta lấy cái lá nó ra và chúng ta để vào lên trên cái đất hoặc là tro hoặc là sơ dừa, và chúng ta tưới để trong mát, và chúng ta tưới giữ ẩm nó thì tự động nó sẽ ra những cái cây con ở ngoài cái rìa mép lá. Khi cái cây con của nó lớn lên và nó ra rễ thì chúng ta sẽ lấy những cái cây con đó ra, chúng ta trồng nó ra ngoài đất thôi là được nha mọi người. Ở đây thì mình đang cắt ra lấy lá của nó, lá nào mình cũng lấy hết nha mọi người, lá nào mình cũng lấy, mình gầy nó đều ra, nó lên con hết. Như đây là những cái chiếc lá này nó còn nguyên vẹn, nó không có bị ốc ăn nè, nó còn nguyên vẹn như thế này thì sau này nó sẽ ra cái cây con của nó sẽ mọc ra từ những cái phần khuyết sâu này vào nè mọi người, từ những cái phần khuyết sâu này nè. Đấy. Đấy, nó ra từ những cái bộ phận khuyết sâu vô của cái rìa lá nè, là cây con nó sẽ nảy mầm và nó ra được cái cây con, và khi cây con ra rễ thì chúng ta chỉ việc chúng ta lấy, chúng ta trồng ra thôi. Và sau đây mình sẽ dâm cho các bạn xem. Đối với những cái lá như thế này nè thì mọi người chỉ việc để nó vào trong những cái chúng ta để nó lên, chúng ta để nó xuống dưới đất cũng được, chúng ta để nó xuống dưới phần đất rồi chúng ta để nó sát xuống phần đất rồi chúng ta tưới nước nó thôi thì tự động nó sẽ ra ra những cái con. Ở đây mình sẽ lấy một cái đây. Sau đây mình sẽ dâm cho các bạn xem trước nè. Ở đây thì mình sẽ tiến hành, mình sẽ dâm cái đối với cái lá này thì mình chỉ việc để nó lên trên mặt tro thôi, không à, để trên mặt đất thôi thì tự động nó sẽ ra rễ. Còn đối với những cái
cái sống đời đỏ này á, thì chúng ta sẽ dâm nó xuống dưới nền đất nha mọi người. Chúng ta dâm nó xuống đất hoặc tro hoặc là sơ dừa. Mọi người nhớ là sau khi mà chúng ta cắt xong, chúng ta để nó khoảng là 1 tiếng đến 2 tiếng để cho cái vết cắt này nó khô đi, rồi chúng ta hãy tiến hành dâm. Đấy, chúng ta chỉ việc dâm vào nó trong cái tro hoặc là đất hoặc là sơ dừa thôi, thì tự động nó sẽ ra rễ. Khi mà nó ra rễ rồi á, thì chúng ta bứng nó ra, chúng ta trồng nó vào trong xuống đất cũng được, và chúng ta trồng nó vào trong chậu cũng được nha mọi người. Ở đây thì mình để mình lấy cái thân nó luôn. Thường khi thì mình sẽ lấy cái phần chiều con của nó, nhưng mà cái con giống này ít quá cho nên mình lấy luôn cái phần thân nó, mình tận dụng luôn cái phần thân. Thường khi là mình trồng mình chỉ lấy cái những cái chiều con này thôi nha mọi người, mình chỉ lấy những cái chiều con này thôi. Đấy, mình ghim nó xuống dưới tro nè. Mình chỉ lấy những cái chiều con này thôi. Nếu như con giống mình nhiều á, thì mình chỉ lấy những cái chiều con này thôi, mình không có cần phải lấy cái phần thân của nó làm gì hết. Cái này thì mình đang lấy để làm giống nè mọi người. Mình đang lấy làm giống. Đấy, mình chỉ việc ghim nó vào trong cái tro thôi là được. Vài ngày là nó sẽ ra rễ thôi. Nó cũng rất là mau ra rễ. Và sau đây sẽ là tới cái đây là đối với cái sống đời đỏ, thì mình dâm cành, dâm những đọt non, hoặc là mình dâm cái thân của nó, mình cắt cái thân nó ra mình dâm. Còn đối với cái sống đời Thái nè, sống đời Thái thì mình sẽ ương bằng lá. Sống đời Thái này thì mình sẽ ương nó bằng những chiếc lá này nha mọi người. Đây, những chiếc lá. Những chiếc lá như thế này. Và chúng ta chỉ để nó xuống dưới cái phần tro này thôi. Đây, chúng ta để nó xuống dưới phần tro này thôi. Chúng ta để cho nó nằm sát xuống dưới cái phần mặt tro hoặc là mặt đất hoặc là mặt cát, là chúng ta tưới nước dưới ẩm vài bữa là tự động nó sẽ ra cái cây con nha mọi người. Ở đây mình sẽ đặt xuống những cái chiếc lá này cho nó nằm vào trong cái phần tro này nè là được. Khi nó nhảy cây con thì mình mới bứng nó ra. Những cái lá này nó xấu quá, nó bị những cái con ốc ma nó ăn hết ráo. Đấy, mình sẽ để cho nó sát tiếp cái mặt. Đấy, mình chỉ việc mình để như thế này thôi, rồi mình tưới nước vài bữa là tự động trong những cái rìa này nó sẽ ra những cái đây là mình cắt nè, mình cắt dọc theo thân lá nè. Đấy, mình sẽ lấy nè, mình đặt để sát xuống dưới cái phần tro nè. Đối với những cái lá mà nó bị xấu như thế này mọi người, nó cái này do ốc nó ăn mất cái phần rìa lá rồi, cho nên nó không có sử dụng được. Đây, như các bạn thấy cái rìa lá của nó nè. Bên đây thì nó bị ốc nó ăn mất rồi. Thì đối với cái này mình chỉ việc mình cắt nó ra thôi. Cắt nó ra nè. Mình để nó vào trong cái tro. Đấy, mình xách nó vào trong cái tro. Cái túi này của mình nhỏ quá, mình làm thêm mấy túi nữa. Cái túi này nó nhỏ quá. Những cái lá bự này mình để mình cắt bỏ nó luôn. Mình sẽ cắt dọc theo cái phần gân lá nè. Mình để cho nó dễ. Nó sẽ dễ tiếp xúc với cái mặt tro hơn. Để luôn cái phần thân này thì cũng được, nhưng mà nó không có nằm sát xuống dưới cái mặt tro và nó chiếm chỗ nhiều quá. Nó chiếm chỗ nhiều quá.
cái túi này hơi nhỏ. Một là chúng ta để nguyên lá này luôn, nếu như mà chúng ta có đất có độ chúng ta để nguyên lá này xuống dưới đất luôn. Còn này mình ươm trong cái túi hơi nhỏ cho nên mình sẽ tỉa bỏ đi cái phần gân lá đi cho nó dễ. Chỉ như thế thôi, và chúng ta tưới nước giữ ẩm và chúng ta để trong cái điều kiện môi trường là có ánh nắng khuếch tán và hoặc là có nắng nắng dịu nhẹ thôi nha mọi người, đừng có để ở ngoài nắng gắt quá nó sẽ làm khô những cái lá này đi và cái con nó chậm lên. Chúng ta để ở điều kiện là môi trường có nắng nhưng mà nắng dịu nhẹ mới hiên nhà đồ đó nha nha các bạn. Và đó là cái video mình góp ý cho các bạn lấy giống cái sống đời Thái, cái sống đời mỡ nha mọi người, và cái sống đời đỏ. Hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.